7 thói quen độc hại trong ngày đèn đỏ. Thứ nhất đó là không thay băng vệ sinh trong vòng 4 tiếng mà chờ cho ướt hẳn rồi mới thay, sẽ làm cho những cái con vi khuẩn cũng như là những cái con nấm độc hại phát triển một cách nhanh chóng. Thứ hai đó là đấm lưng. Bạn phải biết rằng là đau lưng trong kỳ kinh nguyệt đó là do máu nó bị tụ ở trong cái khoang chậu. Đấm lưng như vậy sẽ làm cho máu tụ nhiều hơn và làm cho tình trạng đau lưng của bạn bị nặng hơn đấy. Thứ ba, quan hệ trong ngày có kinh sẽ rất có hại cho phụ khoa, bởi vì đây là cái thời điểm mà cổ tử cung của mình mở rộng nhất, sẽ tạo điều kiện cho những con vi khuẩn xâm hại một cách mạnh hơn. Thứ tư đó là dùng sữa tắm và xà phòng để vệ sinh cô bé. Do chúng có tính sát khuẩn cũng như là độ tẩy cao nên sẽ dễ làm mất cân bằng cái nồng độ pH của cô bé, làm cho chúng ta rất dễ bị bệnh phụ khoa. Vậy nên trong thời kỳ kinh nguyệt hãy sử dụng dung dịch vệ sinh bạn nhé. Thứ năm đó là mặc quần quá chật sẽ tạo áp lực lên cái hệ thống mao mạch, làm ảnh hưởng đến cái quá trình tuần hoàn máu, gây ma sát cũng như là gây hiện tượng phù nề. Thứ sáu, những ngày đèn đỏ là những ngày mà hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ bị suy giảm. Nếu như chúng ta tắm quá lâu hoặc là ngâm mình trong bồn thì rất dễ bị bệnh phụ khoa cũng như là bị nhiễm lạnh cơ thể. Thứ bảy, ăn uống đồ lạnh sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tuần hoàn máu bị suy giảm, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến cái quá trình là co bóp tử cung và đẩy máu kinh ra ngoài. Đó cũng chính là lý do là mà tại sao các bạn trong cái kỳ kinh nguyệt mình ăn đồ lạnh mình rất dễ bị đau bụng là như vậy. Hãy cùng Minh chia sẻ để tất cả chị em phụ nữ của mình tránh 7 điều này mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt bạn nhé. Minh cùng gia đình bạn chăm sóc sức khỏe chủ động.